Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy những người Do Thái tranh luận với nhau rằng làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật ta bảo thật các ngươi nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời và ta ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy cũng như cha là đứng hằng sống đã sai ta nên ta sống nhờ cha thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta đây là bánh bởi trời xuống không phải như cha ông các ngươi đã ăn man na và đã chết ai ăn bánh này sẽ sống đời đời người giảng dạy những điều này tại hội đường các phác na ôm -um. đó là lời, chúa. lời, chúa, kỳ đô, lời khen chúa Kinh thưa quý ông bà, anh chị em Trình thuật tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định một điều rất là lùng. Ta là bánh hằng sống, là thịt ta để cho thế gian được sống. Đám đông Do Thái khi nghe điều này lập tức phản kháng. Làm sao ông này có thể lấy thịt cho chúng ta ăn được đây? Bởi lẽ đối với quan niệm của người Do Thái thời Chúa Giêsu Máu chính là sự sống Lấy thịt mình cho người ta ăn Lấy máu mình cho người ta uống Là chuyện không tưởng Là chuyện điên dại Quả thật trước mắt con người Đức Giêsu đã trở nên điên dại Ngài điên dại vì Ngài quá yêu con người Vì yêu Ngài đã bằng lòng chịu chết để con người được sống và sống dồi dào luôn mãi. Với quyền năng Thiên Chúa, trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã thực hiện một phép lạ cả thể, đó là biến bánh và rượu trở thành thịt và máu của Ngài. Như lời Ngài đã tin báo để trở nên thần lương nuôi sống con người. Anh chị em thân mến, ăn thịt và uống máu, một người đó là điều làm người Do Thái kinh sợ. Chúng ta chỉ hiểu được lời trên trong bối cảnh bữa tiệc ly. Khi Đức Giêsu mời các môn đệ ăn bánh và uống rượu ngài, trao ngài để nói với các môn đệ rằng đây là mình thầy, đây là máu thầy Đức Giêsu muốn trao nhân loại sự sống của Ngài trong thức ăn, thức uống bình thường để rồi con người cảm nghiệm tình yêu cho đi và tình yêu tự hủy của con Thiên Chúa. Vì thế trên thế giới cứ vài giây đồng hồ lại có một thánh lễ để cung cấp cho trên tỷ người công giáo sự sống trường sinh đó là thịt và máu Đức Giêsu Kitô. Thế nhưng một vấn nạn, một vấn nạn cho chúng ta đó là tại sao có rất nhiều người đã không đến nhà thờ tham dự thánh lễ, đang khi vẫn tự xưng mình là người Kitô giáo. Người ta phải có bảo là Người ta chỉ đến nhà thờ Và chỉ đến nhà thờ ba lần trong cuộc đời của mình Đó là ngày lãnh nhận bí tích rửa tội Ngày cử hành hôn lễ Và ngày an táng mà thôi Vâng, kinh thưa quý ông bà, anh, chị em thân mến Trong một video Thúy Nga Paris Ông Nguyễn Ngọc Ngạn có kể rằng người nhật hay tự tử, mà thật theo thống kê của cục cảnh sát nhật bản một năm có đến ba chục ngàn người nhật tự tử, gấp hai lần số người chết vì tai nạn giao thông. Tại sao người ta tự tử nhiều đến như vậy? Tại sao người ta thất vọng về cuộc sống hiện tại đến như thế? dù sống trên nhung lụa giàu sang như người nhật bản mà họ không cảm thấy mình bình an và hạnh phúc vì thế dẫn đến tự tử thật ra trong cuộc hành trình tìm về quê trời người tín hữu phải tìm kiếm một điều gì khác hơn là việc kiếm tiền danh vọng và chức quyền Đừng gắn bó với những của cải chóng qua Nhưng hãy tìm kiếm giá trị trường tồn Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngài cũng chính là tấm bánh được trao ban cho nhân loại Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta Để cho thế gian được sống và sống dồi dào Mỗi thánh lễ là một bữa tiệc. Chúng ta được mời gọi đến để tham dự bàn tiệc lời Chúa trước khi cử hành bàn tiệc thánh thể. Cả hai đều là lương thực cần thiết cho cuộc sống trần thế này và cả hai rất cần thiết cho cuộc sống đời đời của mỗi chúng ta. Chính vì thế, cầu chúc quý ông bà anh chị em mỗi người chúng ta hãy chạy đến với chúa để xin sự bình an qua việc rước mình vào máu thánh chúa nhờ đó chúng ta hạnh phúc bởi vì chúng ta là người con của chúa là kỳ tu hữu và là người con yêu quý của ngài xin chúa cho mỗi chúng ta biết khao khát thánh lễ biết khao khát đón nhận thánh thể chúa bởi khi chúng ta rước chúa chúa sẽ trao cho chúng ta tình yêu của ngài amen